chào quý vị và các bạn. Hôm nay, bác sĩ tại Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông sẽ cấy chỉ điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Văn Tam mắc đau cổ vai gáy. Thoái hóa đa khớp không giống như các bệnh thoái hóa cụ thể như thoái hóa khớp gối, đốt sống lưng, cột sống cổ hay khớp háng, mà là hiện tượng thoái hóa ở các khớp xương khác nhau. Thoái hóa đa khớp có thể xảy ra ở tất cả các khớp xương khác nhau trên toàn bộ cơ thể. Mọi đối tượng đều có thể xảy ra thoái hóa, tuy nhiên, chiếm tỷ lệ cao nhất là người già, từ 60 tuổi trở lên khi các khớp xương đã bước vào giai đoạn lão hóa. Theo các bác sĩ chuyên khoa, căn bệnh đa khớp có thể gây ảnh hưởng tới nhiều khớp xương, đau đớn và sưng viêm, vận động khó khăn. Bệnh cần sự điều trị kết hợp giữa nhiều vùng đau, nếu không được kiểm soát và điều trị sẽ dễ dẫn đến những biến chứng nguy hiểm. Bệnh thoái hóa đa khớp xảy ra ở nhiều khớp xương, do đó, triệu chứng đau ở từng khớp cũng khác nhau. Khớp gối, đau nhức phần trước gối, đau âm ỉ, có thể đau nhẹ và ngắn ngày khi mới khởi phát. Sau bước sang giai đoạn nặng, ảnh hưởng tới khả năng vận động của bệnh nhân, đau liên tục. Khớp ngón tay, bàn ta. Dạng thoái hóa này gây đau nhức giữa gối, tác động lên vùng gốc của ngón tay, khó khăn trong việc cầm nắm, thực hiện các sinh hoạt. Thoái hóa bàn chân, ngón chân. Đau gốc ngón chân cái, lan rộng ra các ngón và bàn chân, cứng các khớp và khó khăn trong di chuyển. Thoái hóa đốt sống cổ, biểu hiện co cứng khớp cổ, đau có thể lan ra phần vai gáy, cánh tay và các đầu ngón tay. Khi thực hiện các động tác như xoay, gập cổ, gây đau, khó thực hiện. Khớp háng, hai bên khớp háng bị đau nhức, có thể đau dữ dội từ bên trong. Ở tình trạng nặng, đau có thể lan xuống phần mông, đùi, khớp gối, cột sống thắt lưng. Bệnh gây chèn ép các dây thần kinh, không chỉ gây đau nhức phần thắt lưng mà còn lan xuống đùi và khớp gối. Bệnh thoái hóa đa khớp tiến triển dần với các khớp xương, có thể lan sang các khớp khác. Bạn có thể bị cứng và khô khớp, lâu dần không điều trị sớm, các khớp có thể bị biến dạng, gây khó khăn trong việc vận động, di chuyển. Tình trạng nguy hiểm có thể tăng nguy cơ bại liệt, mất khả năng vận động. Thưa quý vị, phương pháp cấy chỉ cắt hút trong điều trị các bệnh lý về xương khớp đã và đang được nhiều bệnh nhân tin tưởng điều trị, bởi đây là một phương pháp hoàn toàn không sử dụng thuốc, không phẫu thuật, gây đau đớn, ít biến chứng, mang lại hiệu quả điều trị lâu dài. Kính thưa quý vị và các bạn, hiện nay tất cả các chi nhánh của Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trải dài từ Bắc vào Nam đều rất đông bệnh nhân. Vì vậy, quý vị hãy gọi tới số hotline 0981 377 470 để nhận được sự tư vấn hỗ trợ tốt nhất. Cảm ơn quý bệnh nhân đã tin tưởng Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông trong bao năm qua. Chúng tôi sẽ cố gắng mở thêm nhiều chi nhánh hơn nữa để quý bệnh nhân không phải đi xa mà vẫn tiếp cận được phương pháp cấy chỉ rất hiệu quả này. Viện Cấy chỉ Hải Thượng Lãn Ông chúc bệnh nhân luôn khỏe.